xin chào tất cả các bạn. Lại quay trở lại với kênh của Phan Kỳ GT. Hôm nay theo yêu cầu của bạn Phan, phải bấm còi theo nhạc đây bạn Phan đây. Đó. Chào các bạn lại đi. Chào các bạn. Ừ rồi, đúng rồi nhỏ. Thì hôm nay mình sẽ bấm nhạc. À quên, mình sẽ bấm còi cái kiểu idol top top. Rồi, để mình chạy vô cái đường không sốc là mình bấm cho. Mình không, cái này chỉ là mình làm giả dụ cho chơi được cái gì hay cái đó. Cái này không hay à. Để coi nào, do đường nó sốc cũng không được. Một cái tiếp. Một cái. Coi nào. Coi này khó bấm nha. Đang vừa chạy đường cua này. Lại này. Hồi nãy đi trời mưa còi nó ướt thì nó không vang mấy. Còi nó bị ướt họng rồi. Ướt cái kèn đấy. Không thể nào ta. Này không phải còi ông vàng nên là hơi khó bấm một tí. Để bấm lại xem. Đang cua thì không bấm hai tay được. Nếu mà đang đứng thì được mọi người. Đang đứng bấm nhờ. Let's go, đi thôi.